掌握在这国队。啊，không chưa để vỗ tay lại lần nữa cho nó sung nè. Chưa. Đây là sinh nhật của bé Khánh Vy. Tặng bé Khánh Vy. Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố. Lòng bỗng vui như đời rất lạ. Trịnh Công Sơn. Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa, làm lời lá bay trên đường đi. Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia, làm hồng chút môi cho em nhờ. Mỗi thiên đường hó chiêm khuyên, ôi tông trầm ướm vai thơm. Ta nghe đời rất mênh mông, trong chân người bước chậm chậm. Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm, cho đời chút ơn biết tha áo nọ. Em là phấn thơm cho rừng chút hương, làm lời hát ca cho trần gian. Dưới phương phố kia có người nhớ em, nằm mong suốt đêm trong thiên đường. Mỗi thiên đường hó chiêm khuyên, ôi tông trầm ướm vai thơm. Ta nghe đời rất mênh mông, trong chân người bước chậm chậm. Hát mà như kiểu phòng thu luôn đó, rất là phòng thu luôn. Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm, cho đời chút ơn biết ta áo nọ. Em là phấn thơm cho rừng chút hương, là lời hát ca cho trần gian. Dưới phương phố kia có người nhớ em, nằm mong suốt đêm trong thiên đường. Dưới phương phố kia có người nhớ em, nằm mong suốt đêm. Nằm mong suốt đêm. Hả? Thấy chị, thấy chị búng đàn trong chưa? Thế rồi thì... đường. Ôi hay quá. Hay, hay quá. Love you, love you, love you. Happy birthday. Happy birthday. Sau khi mà nghe Thanh Thủy hát xong không còn muốn nghe ai hát nữa. Đấy, cho nên bây giờ Thanh Thủy tiếp tục đi ạ. Con dập bài Thanh Thủy. Lên đấy. Continue đi ạ. Nghệ quá. Rất nghệ. Em ơi sợ chưa? Bài nữa ha. Ôi quá. Tuổi nào nhìn lạ vàng úa chiều này. Ôi quá. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay mang trôi trên vùng tóc dài. Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mây. Tuổi nào vừa thoáng buôn áo gầy vai. Hay quá, buôn đàn hay quá. Lâu lắm rồi mình mới được thưởng những cái khoảng thời gian mình dành cho công việc, cơm áo gạo tiền. Thì bây giờ mình mới được một cái cuộc du lịch thoải mái với bạn bè,
và trở lại với cái tuổi thanh xuân. Cô đơn vào tuổi này được trải nghiệm cùng nhau, được ăn chung với nhau, đó là cái điều mà chúng tôi mỹ mãn nhất trong cái chuyến đi này. Thì mình thấy rõ ràng là nó, cái thanh xuân nó đã ùa về rồi. Hồng Đào nhớ, thật là nhớ những cái khoảng thời gian mà còn trẻ đó, y chang như vậy, cũng đi đa đi đố như vậy. Trời xanh, đi làm những việc này cũng là để giúp bọn mình nhớ lại một cái thời thanh xuân của bọn mình. Chứ còn khi mà mình đang làm việc thì chắc chắn là thì tôi sẽ không làm, bởi vì cái vị thế của tôi ở trong công việc không cho phép tôi làm những cái chuyện như ôi buồn. Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu. Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù. Xin chân em qua từng phiến ngà, xin mây sẽ thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Mưa rào nó thoáng qua thôi, nó ảo xuống cái xong tạnh. Không phải thanh xuân không phải như thế. Thanh xuân nó mưa và nó dần dần nó thấm. Nói thôi nhưng mà người ta đã phân có cái bài hát 60 năm cuộc đời đấy. Em ơi, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu thế nào, 20 năm sau nó thế nào, là 20 năm sau là 20 năm của thanh xuân. Các cụ nói rồi, đi một đàng học một sàng khôn. Trên 20 năm đấy là 20 năm nó rất là dài, nó không như một cơn mưa rào và nó rất là thấm. Hay quá. Và cảm giác như mình chìm vào trong cái cảm xúc đấy luôn. Khi mà mình làm được xong rồi, mình lại muốn làm được hơn nữa để được hoan nghênh đó. Và yêu biển vắng. Anh đi cả năm châu bốn biển, anh lái xe rồi em cứ sao? Thôi bây giờ em ở lại đây, Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới. Cái đó là cái điểm son đầu tiên để bắt đầu trong một cuộc hành trình. Tôi mặt lạnh như tiền, tôi chỉ biết là hai tay tôi nắm chặt cái thuyền thúng, nhưng mà mặt không hề biểu hiện là mình sợ nhé. Hồng Đào vô cùng xúc động. Và đêm về hầu như mình không ngủ được á. Mình thấy mọi người yêu thương nhau á. Người ta nói là khi mà chúng ta cùng hòa chung một tiếng vang, đó là tim chúng ta đang cùng chung một nhịp đập. Tức là con rất là mừng trong buổi tối ngày hôm nay cô chú đã có thể trải lòng và tâm sự với nhau. Tôi càng không hay, tôi đã nghe rất dở. Một tràng vỗ tay cho Thành. Em hẹn với chị nhé, nếu thanh xuân có mùa 2 là chị chết chị với em nhé. Chị học cái gì? Hả? Chị học đàn không, gì? Không. Hay là thổi sáo? Hả? Thổi sáo là sao em hát được? À, đâu? Thổi xong rồi cô gái đi. Xong rồi đó. Cho em hỏi giống nó đã xong rồi. Học Vân á, em hát hay cực luôn. Bây giờ con Thủy nó hát thế rồi làm sao mà em dám hát nữa? Kệ nó chứ, nó hát một kiểu khác, mình hát kiểu khác. Vì quê em ở Bắc Ninh thì em chỉ biết mỗi quan họ thôi. À, cũng kiểu như anh chỉ học Nga thôi mà chỉ biết hát tiếng Nga. Đấy, không học ở Nga vẫn biết hát tiếng Nga mà. Ba gì? Rasvitalia Pronyi Igrushi Pop. Sợ anh ra ông đánh, hát sai á, sợ ra đánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.